Vami Canxi Plus, thêm chắc khỏe xương, thêm cân bằng cuộc sống. Em gắn thử coi. Đó, dạng như này đó. Đẹp quá, bắt đầu diễn trước này. Ok. Anh học chưa chưa, anh học chưa chưa, anh mắc vừa hoàng bà. Vô à. Hoang mang, con tôi đâu? 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 Tại sao lại diễn vậy? Những ánh mắt quần quạng, những ánh mắt quần quạng. Thôi đi cùng đi cùng. Đi cùng quá. Thôi đừng yêu mình. Là chúng ta sẽ uống chè ha. Và chúng ta sẽ dùng xem là ai sẽ sở hữu ly chè may mắn. Thực sự là có màu khác nhau cho mọi người nha. Màu khác nhau nha. Cái này nó trọng eo à. Sao trọng eo vậy? Bây giờ chọn đi, anh sẽ là người chấp nhận cái ly cuối cùng, anh không được chọn. Rồi mọi người chọn đi. Lâm chọn đầu tiên. Hiếu nhỏ nhất ở đây được chọn đầu tiên. Chọn cái giữa kìa em. Cái này đi Hiếu. Được rồi, em chọn cái này đi. Rồi, có đám mắm nhỉ nha. Hiếu. Được rồi, em chọn cái này đi. Rồi, có đám mắm nhỉ nha. Rồi. Có không? Ê cái trong trước cái gì nào nó chè chà. Ê cái trong trước cái gì nào nó chè chà. Ê cái này. Hai cái này đều trong đó nha. Ê này đi Lâm, này đi. Ê này đi Lâm, này đi. Ừ. Đó đi Lâm. Chọn khác biệt cho thành công. Đó đi Lâm. Chọn khác biệt cho thành công. Đó, đây là liên nghiệp nha. Hiện tự dành thôi. Ê anh ơi. Ly gì hả? Ly là hả? Quả báo nhãn tiền. Rồi Quy, chọn đi em. Rồi. Trời, chỉ gọi là hai ly thôi, em chịu đắng cay cho. Thôi em chọn đi, anh cho em chọn trước. Một ly biệt hay ly ta? 7. Một ly biệt hay ly ta? 7. Hai ly đạn toàn. Hai ly đạn toàn này, chuẩn bị nha. Uống hết nha. Vô cái đàn. 2, 3. Hello. Yo. Hello. Yo. Hello. Yo. Ủa Lâm dính đàn hả? Hello. Hello. Anh hello. Là trà này nha, rất ngon nha. Ngon quá trà. Trời ơi. Nước gì vậy? Nước mắm muối. Như vậy là đợt trước Lâm cũng đeo, và đợt này Lâm cũng đeo. Chúc mừng nha Lâm. Em xin hỏi trà à? Đâu, con Jennifer đâu? Ngon quá, trà ngon quá. Hai lần liên tục. Trời ơi. Gì ta? Jennifer dễ thương nè. Rồi, có nón nữa ha. Anh đeo đợt nào là em? Mới đợt trước đeo. Ủa, rồi đeo đúng hả? Em nghĩ là... Hồi nãy nói ly em ly gì? Nghiệp. Nghiệp. Hồi nãy anh chỉ em ly đó là trà không gì. Không gì đâu. Tăng 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 tăng. Ôi, chúng ta đều là hai vị tiên. Chị tên là tiên gì? Ta là Tóc Tiên. Còn em là Suối Tiên. Em là Suối Tiên. Thôi, nghe nói sắp tới có lễ hội bàn đào. Nhưng ở đây không hề có trái đào nào cả. Mà có những cái trái. Trái gì vậy ta? Không biết, cây này cây rừng, không biết là cây gì. Tăng 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 tăng. Em ơi ngươi là ai vậy? Ta chính là một con khỉ. À thì ra trong truyền thuyết con này con khỉ được đây. Ta sẽ cho ngươi cái này, ngươi sợ nè. Xịt vô mắt nó. Xịt vô mắt. Ngươi sợ chưa? Sợ ta chưa? Hãy xem đây. Càng ngày càng hư nha. Nó đã kéo mây rồi. Thôi ta sẽ kéo mây. Thôi bây giờ mình rủ con khỉ để được cùng đi hái với mình đi. Con khỉ ơi, hãy đi hái cùng với chúng ta. Khỉ ơi, cho ta hỏi. Trái này ở ở. Con khỉ này không cùng đẳng cấp với tụi ta. Ngươi cố tình tạo miếng hay là té thiệt vậy? Té thiệt. À không. Hèn chi nó mắc cừ. Ta nghĩ hắn cố tình té giả để tạo ra ma. Đúng rồi. Tại hắn thấy ta cũng tét đầu. Hắn muốn tét mông. Anh Giang ơi, đang của em anh Giang. Ủa sao? Trời, trái nào nó cũng không bể vậy trời. Dài nha.
dán lên con cộng tóc anh lên dùm em. Dán ừ, tô điểm cho anh đi. Nào bể luôn ta. Dạ. Bể luôn ta. Dạ. Dạ. Rồi chạy đi. Chỉ cần một quả nữa thôi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi em xui quá mày ơi. Nãy giờ một mình em là đen không đó? Đứa nào mới trời vậy? Ủa Quyên nãy giờ chưa có trái màu trắng luôn á trời. Ôi tay sao vậy? Em núp cái kẹt. Em núp cái kẹt rồi đó. Anh phải đi với tôi. Em ơi sao em kỳ vậy? Sao em không quỳ? Em quỳ đi hồi xin nó bị vàng đúng bây giờ. Quỳ đi. Đi về. Đi về. Không chơi nữa. Đi về mẹ đấy. Thôi. Sợ quá. Ghê quá. Nó rỉ rỉ. Nó chạy luôn, nó chạy. Thôi em ơi. Đi 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 đi. Ủa sao em thấy tôi trời? Thôi ơi, cái dòng sông ở dưới nó ghê quá vậy. Nè nè anh Tuấn nè. Năm nè. Một người lấy mấy cây? Một cái. Nhìn đi là nhìn trên trên giờ thôi. Nè. Đúng không? Ơi. Ơi cái môi em kìa. Ơi. Ơi cái môi em kìa. Đi, 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 mọi người lấy một cái hả? Một cái. Ơi. Tại sao? Ủa một người lấy một cái. Cái vậy? Một cái. Cái vậy? Đừng có chạy. Đừng có chạy. Đừng có chạy. Cảm giác thứ phi. Sao quá? Cảm giác thứ phi. Sao quá? Chạy lấy một chạy lẹ hả Minh Tâm ơi? Chạy sao nó rung vậy? Đừng có chạy. Cười quá vậy. Ê đừng có chạy. Dạ. Đừng có chạy. Cười quá vậy. Chạy đó. Sao nó rung vậy? Đừng có chạy. Cười quá vậy. Ba anh em mình về. Chạy nhanh vậy. Mà ba anh em mình xa chắc cười chết luôn á. Môi em, môi em. Cho em đổ cái miệng được không? Môi, ừ. Mà lên trời nó làm cái gì vậy? Đổi đi, đổi đi, đổi đi. Anh đầu lấy, anh cúi trong lại em đi. Bỏ xuống. Nhưng mà cái con mắt này đúng của em không? Mắt của em á. Vậy thôi em lấy đi. Chắc chương trình. Môi được của em luôn nè. Em lấy. Thôi lấy em đi. Camera không nói đâu. Ok nha. Ok nha. Ừ. Ghê quá. Sợ không camera. Nhúng thử nhau đi nè. Ghê quá gì. Sao ghê quá vậy ta? Rồi, rồi. Có bạn nào cầm hơn một tấm hình ông thì trả lại chúng tôi. Không có à. Không có à. Chúng tôi chơi đàng hoàng đó. Đúng rồi, hồi nãy con không biết rồi, trời giác lợi đó rồi. Lấy em đi. Camera không nói đâu. Ok nha. Ok nha. À, chúng ta có ba thành viên về trước đó là Chris nè, Huy nè, bà Giang. À, ba thành viên còn lại thì về sau. Lâm hồi nãy tôi thấy nhiều lắm đó nha. Đôi môi này chân cơm với cát bây giờ không má ai đâu. Đôi môi này chân cơm với cát bây giờ không má ai đâu. Chính xác luôn. Đó đó. Chính xác. Môi. Tại vì môi Lâm em phải hiểu điều là chắc chắn chương trình sẽ chọn môi của em. Ừ. Cho nên em phải lấy phần môi là đúng rồi. Môi chứ không có chỗ để mà để bên đây thôi. Không. Ủa? Không. Ủa? Đất nào là của mình hả? Đúng đó. Rồi. Cái nào của tụi tôi? Sổ đỏ anh đâu? Ừ. Anh hay quá. Anh nói nè nè, khúc này là của tôi nè, tôi sẽ vớt ngay đây nè. Đúng rồi. Nó lấn cái bàn của tôi nè. Cạp nó đi em. Nè, nó sẽ... Thôi thôi, để tôi set up lại. Thì ra là khi đó chứ bị hoang tưởng nhiều. Hỗ trợ, hỗ trợ, hỗ trợ đây. Có gì đâu, dễ mà, đi hỗ trợ. Hỗ trợ. Kéo bàn ra, kéo bàn ra. Đó, rồi. Anh muốn ăn đạm không? Ăn
Cả ngồi kìa. Coi đưa cái giá đây, các coi em, cứu em, cứu em. Dạ, dạ, chân nhỏ. Cái coi này ok đó. Sao rồi anh ơi? Ôi, em ăn mì xào. Ok, mì xào em luôn, mì ngon. Em ăn mì trộn. Dạ. Rồi để anh trộn cho. Ôi. Anh chiếc nước ra thôi. Thôi để anh nãy nha. Đúng rồi. Anh làm cho. Trời, hồ đẹp quá à. Cái hồ kìa. Xin phép tạt nhẹ qua bên kia được không? Xin phép tạt nhẹ qua bên kia được không? Anh ơi, chuyện gì với anh em, hai mươi mấy tập rồi. Bạn tôi sáng nhìn ăn lên gian đường. Bạn tôi sáng đạp xe 30 cây số. Thằng đi dạy thêm, đưa làm tiếp thì thằng làm bán bia, thằng làm quán cơm, thằng ngồi bán bia, bán cơm. Tôi về một gói mì ăn. Mì hao hao. Ngon, rất ngon. Ngon không? Ngon. Đứng lên bạn sẽ làm gì? Mình sẽ làm diễn viên. À. Đâu bạn diễn thử tôi coi. Wow wow wow. Wow wow wow. Đúng rồi. Sau này lớn lên bạn sẽ làm nghề gì? Mình sẽ làm bác sĩ để trị bệnh cho bạn này. Mình sẽ làm bác sĩ để trị bệnh cho bạn này. Trời ơi là trời. Hiền dạng quá. Hiểu rồi. Quý Dư Rích ơi. Dạ, dạ. Mình ăn xong đi rồi mình trả không gian thoải mái là cho mấy bác bên bệnh viện tâm thần nha. Mình chuyến thăm vậy là thành công rồi, mình về thôi. Trời ơi, bị gì nữa? Ai bị? Dư Rích bị nó chỗ ba người. Hai ba. Nhiều ra ít bị. Một, hai, bị. Hai người bị. Rồi tôi tìm thêm một người nữa. Dạ. Mình đi trước không? Nhiều. Mình tôi xì đi, mình hay nhanh lắm. Mình xì dạ. Dạ. Quánh đầu xì ra cái gì? Ra cái này. Ra cái này. Một, hai, ba. Hai, ba. Đó. Rồi chơi với con trò cướp dai nữa chứ. Trời ơi. Sao gắn được? Sao gắn cái con bé dai này? Một chiếc thuyền câu bé tẹo teo. Ráng nát mặc dù tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hai bài không liên quan. Đưa chân lên. Rồi ra ngoài luôn, ra ngoài luôn. Lạnh đó. Không phải, nó là cục mà cục hơi trắng trắng ngàn à. Là ai vậy? Của Lâm á. Của Lâm á Lâm. Cái đấu thường cái đó nó khó nhất á. Trời ơi, nhưng mà em nhưng mà anh nhớ chứ. Cái vị trí của em mà. Sao dặn là phần ai nó nhớ, anh nhớ luôn cho phần ai đi em luôn á. Rồi ha, tất cả những món các bạn kể đều đúng hết. Và cái cuối cùng bây giờ các bạn vẫn chưa kết luận được là cái gì. Nói đại đi. Quyển sách đi. Một quyển sách, hai sô-cô-la đi. Quyển sách đi. Quyển sách đi. Thật ra nó là hai cái ví. Tôi nhớ Batman nè. Đúng rồi, em nhớ hoa hồng hay son đó. Cái kem nó gờ đó. Cậu đúng có một cái bí đó. Đúng rồi. Nhớ đúng một cái bí mà cậu cũng nhớ. Đúng rồi. Tôi yêu cầu cho Lý Vũ Mão Lâm chượt cái đường một mình. Em nghĩ là không cần phao đâu. Không có phao. Không có phao. Chượt bằng cái đầu. Chượt bằng cái miệng. Phiền quá. Mày đi. Đi cũng vô.
sao nó biết hết trơn vậy? Jingle bell, 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 jingle bell
một bài của nữ. Amy của nữ. Giấc mộng Amy Hiếu nhắc. Thỏ trắng thỏ đen. Ê, xin mến lời chào. Đúng rồi. Là thằng nhớ rồi, sắp nhớ rồi. Mà gì vậy? Em biết rồi, biết bạn là biết rồi. Em nói lời chào. Bùa yêu. Bùa yêu. Chính xác. Rồi, hay. Cô B. Bussi là bùm, ba là bùm. Bài nào cũng nhảy kiểu vậy là sao mà nó ra? Không dám đâu, em còn phải học bài. Làm như vậy là anh biết rồi. Nobody but you. Nobody but you. No one, nobody but you. Chúng tôi sẽ nói luôn. Thôi mà, ngủ ngoài đường bây giờ. Đó là Nobody but you. Sai rồi, đó là bài ghét anh của Mây Trắng. Ủa? Cô bàn chân lặng lẽ dòng đời như nước mưa, chợt trần trắng đen không thể nhìn. Thấy không, em bỏ xuống luôn rồi, bỏ xuống trước khi mà anh nói luôn rồi. Mọi người tập trung nghe em hát nè. Nè, tập trung đó. Em hát tập âm trì nha, để dễ nghe. Nào, hãy vui lên nào bạn nhé. Đây vui đẹp. Trả lời đây, chị biết hát rồi. Đây, nói về âm nhạc nãy giờ dễ quá dễ thôi. Bài thì quá dễ. Quá dễ. Bài hát này là của nhất MTV. MTV. Nào, hãy vui lên nào bạn nhé. Bạn nhé. Lời sai một cái nha. Đó là ca khúc Yêu Đời. Đời. Yêu Đời. Đời. Rồi, hát cho dữ vô. Đó là bài chuyện nhỏ, không phải bài yêu đời. Rồi bên em sai, bên này lột chứ. Đúng rồi, em đoán bậy đó. Tụi em chơi. Thôi, hát cỡ luôn đi. Thôi, lột ra đi. Em có đồ lột. Đâu sao làm đúng. Em lột micro. Đá đồ giày đó. Đúng rồi, lột đồ giày đi. Rồi, chơi. Rồi, ok, tiếp. Cứu em. Ooh, 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 oo
ngày đó những đóa hoa xì. Lột đồ à, đôi má đỏ em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay đó em thơm. Những mùa xuân sang đó. Hòa mi tóc nâu, hòa mi tóc nâu. Gì? Không. Điên khùng. Thôi điên khùng, khán giả chửi giờ. Thôi điên khùng, khán giả chửi giờ. Ừ, bài này là bài, bài này là bài lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Ta trao cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm. Ta trao cho em một chút tình. Tình rồi không? Đúng không? Đúng. Phải không? Vậy thì bài đúng không em đó? Nãy đó, nãy đó. Nãy em đúng đó. Mạnh mẽ lên em. Phải không vậy? Anh biết đâu. Hoa mi hoa mi hoa. Trong vườn khuya, hoa mi hoa mi tóc nâu là em đó. Hoa mi nói những câu buồn thơ. Tính là vô tì ghê luôn á. Hoa mi tóc nâu. Yeah. Hoa mi tóc nâu. Yeah. Lạnh lắm rồi. Thấy bằng em như vậy thì có là vui. Lộn rồi. Nói gì vậy? Nhìn tụi anh thật cool. Wow. 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 Trời ơi, mời em, mời em, mời em. Trời ơi. Sao hay ra dẻ? Sao hay ra dẻ? Tên là quá gì? Ông ta có quá không vậy? Bài gì bài của em đó? Sao hay ra dẻ? Tựa đề là cái gì? Bài gì bài em hả? Em có quá không ta? Trời ơi! Sao hay ra dẻ quá? Không. Trời ơi! Khoan! Anh Lâm ơi cứu em! Bài của em chính xác là sao hay ra dẻ quá vậy? Sao hay ra dẻ quá vậy? Không, không có vậy. Không có vậy, sao hay là dễ quá. Cứu em anh Lâm ơi. Cứu em. Ừ. Em hết rồi. Không có gì hết trơn á. Đúng rồi Lâm á. Có quá không? Cứu em làm ơn đi. Cứu em nhớ lại, nhớ lại. Không em, có quá không? Không nhớ. Em có quá không? Không nhớ, không nhớ. Nhớ rồi. Có quá không? Nhớ rồi, em sợ với anh mà. Có quá không? Có quá, có quá. Mình là ai? Dương Lâm, Dương Lâm. Anh Lâm gì? Lâm thì sao nè? Ra dẻ quá. Giờ giờ sẽ là ca khúc sao hay ra dẻ quá. Và bây giờ sẽ là ca khúc sao hay ra dẻ. Ủa? Quá đâu? Sao nó dẻ quá? Quá đâu? Sao nó dẻ quá? Trời ơi. 3, 2, 1. Sao hay ra dẻ quá. Sao hay ra dẻ quá. Chính xác. Đúng rồi. Trời ơi, thấy chưa? Anh đã cố gắng, thấy chưa? Mọi người ở đây chắc không phải đàn ông. Mọi người ở đây chắc không phải đàn ông. Hả? Tại sao vậy? Thèm khát. Nên là muốn trả lời sai, cố tình trả lời sai. Giống như bài của anh thì tại sao anh không nhớ được? Em mà nhớ hả, cho cái sụng mũi em nó hả bị không lành. Không, cái đó nhẹ lắm. Cái đó nhẹ. Sụng mũi bị hoại tử đi. Sụng mũi bị hoại tử đi. Ủa, chị Tấm ơi. Ủa, chị Tấm ơi. Gì em? Mình đi chơi không? Đi đâu em? Đi xa xa một tí. Ok, em chờ chị. Ok, em chờ chị. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Hả? Ê, ủa? Đau lắm má, cái lạnh lạnh nó đau lắm mà đừng có dở. Ồ. Rồi sao để lên đây mới sợ nha. Anh có kinh nghiệm nè, không thấy là tim không đau, thiệt. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, không thấy là không đau. Đau, đau cảm giác á, đau tinh thần á. Không thấy không đau, vẫn đau như thường. Không có đâu, em. Thổi đi, thổi cho vui trước đi. Để anh cầm cho. Không có đâu. Bỏ tay xuống. Thổi lấy tâm lý em ơi. Rồi, rồi. Mắt không thấy, chân không đau. Không thấy không đau. Mắt không thấy, chân không đau. Em ơi. Mắt không thấy chứ không đau. Mắt không thấy chứ. Ủa? Đúng thiệt, mắt
không thấy chân không đau. Ủa đúng thiệt, nó không thấy chân không đau. Chín đặt chưa nữa dòng nữa còn dòng nữa dòng nữa còn dòng nữa ơi cửa là mình ơi, mình ơi, lẹ lên nhanh lên. Một hai ba. Trời, giống như là cái cối sai ngô vậy á. Mười lần rồi, đi một đi, đi cái gì đập đầu đập đầu em ơi, mình sửa lên đây. Cái đầu này chưa sao đâu, uống xong kìa, uống xong say mới ghê. Ghê quá. Ủa mình sửa, nhớ vợ con, nhớ vợ con không? Vợ con mình ơi đừng nhậu nữa, nhà mình còn gì đâu. Mình uống hết sữa con rồi mình ơi. Còn sữa với con bú nữa mình. Bên kia 10 vòng là cái này mới mệt nè. 1 2 3 nhanh lên mình ơi. 4 5 rồi mình. Đúng rồi, không kịp thời gian đâu anh Lâm ơi. 7 8 9 10 10 Bông nhậu quá trời. 7 Mọi người làm cao quá. Dạ em chưa bờ rông. Em là chưa bắt giới. Dạ em đi ngang đây mà không biết anh có trái cây gì không. Tại tụi em cần lá xét. Ở anh ơi, hay mình ăn trái châu đi. Hết rồi. Hết rồi. Dạ. Ở đây có khu chỗ đi chơi không? Ở đâu anh? Ở trên khu rừng ma. Khu rừng ma. Bây giờ tối nay có một người lên trên đó hả? Đúng rồi. Anh ơi, tối nay là đoàn em sẽ có một người lên trên rừng ngủ. Vậy là người đó phải mang đối mạng rồi. Trời ơi, mang đối máu rồi. Ôi, lại thề ngày xưa. Ôi, hàng cây sắp. Anh, đây có câu chuyện nào mà ly kỳ về bí hiểm mà anh kể. Trong căn nhà quan hình như có ma, nó nuốt đồ ra làm tôi hết hồn. Anh không kể đây, em không về đâu. Thực ra ở đây gọi là bản nguyên tắc. Thì ở đây có một tác phẩm khá nổi tiếng, nghĩa là Những Ngọn Gió nguyên tắc. Trong ra những cỏ lá cây thấy yêu yêu gió là hay. Ai về đó? Ừ, ai về đó? Là sao anh, ngọn gió là sao? À, thì ở trong câu chuyện đấy thì đã kể về một bản nguyên tắc của người người Thái. Trong đó có 12 câu chuyện chính. Thì có những câu chuyện ví dụ như liên quan đến giải thích về những cái sự vật hiện tượng. Nó mang tính chất là răn đe để con người không tái phạm, không tái phạm, không sát sinh nhiều. Chạy tuân ơi, chạy tuân ơi. Chưa không chạy được anh ơi. Tụi em nói chuyện nghiệp lắm, tụi em nói chuyện nghiệp lắm, phỏng rồi nè. Xin chào, vừa chính tới luôn. Chris Phan với lại Lê Dũng Lâm có khi nào lạc luôn trong rừng không trời? Dạ. Yeah. Cảm ơn anh.
Thôi mình hãy đem về đi em à. Phải đem về thôi. Ê mình giống hai cô gái Hà Lan quá vậy. Đi đi em. Ôi, hai bạn kia đi đâu lâu dữ vậy. Hay là đi lạc luôn á. Thôi đã lúc phải gọi hai đứa em về rồi. Anh gọi bằng gì? Lâm ơi Chris ơi, hãy về đây gia đình trong ngóng. Ôi ghê quá quý vị. Ủa? Ủa? Trời, về thiệt kìa. Trời ơi, hay quá. Trông ra ngọn cỏ lá cây. Thấy hiu hiu gió hai đứa em đang về. Tụi em, hai đứa em làm tiểu phẩm nãy giờ là như thế nào? Đây, đây. Bí. Nó bí. Chuẩn bị nè, lấy làm.